Vũ Hồng xin chào anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một căn nhà ở địa chỉ là hẻm 139 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là 4m01 và nở hậu nhẹ 4m02, chiều dài là 11m, diện tích đất là công nhận là hơn 44m. Nhà có chủ quyền Hồng hoàn công rồi, xây dựng một trệt với 3 lầu và sân thượng. Thì nhà hiện tại là có 4 phòng ngủ nhưng mà mình làm được thêm một phòng, tại vì có phòng sẵn mình làm cái cửa thành 5 phòng ha. Thì anh chị các bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ trước với Vũ Hồng nha anh chị bạn. Liên hệ trước với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ hẹn với chủ để mình đi xem nhà nha. Chứ tới thẳng thì chủ không có tiếp, nên anh chị phải đặt trước nha anh chị bạn để chủ chạy về ha. Rồi xin nhắc lại là nhà chủ quyền Hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng nha, qua kênh Nhà Đất Sài Thành. Anh chị bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Rồi thiếu thấy bạn bè người thân của mình mua nhà, cần mua nhà thì hãy chia sẻ video clip này để cho họ tìm hiểu và mua được căn nhà như ý nha. Rồi Vũ Hồng mời anh chị bạn theo chân Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ review cho anh chị bạn xem ha. Trước nhà mình anh chị bạn ha, cái hẻm này nè anh chị bạn, nó đi ra ngoài đường Chiến Lược ngoài đó, hẻm lớn nha anh chị bạn. Tương lai thì ngay đây mở ra một con đường lớn ở chỗ này chạy ngang qua đây nè, nó ngang qua đây nè. Nhà mình là hẻm 139 đường Chiến Lược ha. Thì nhà mình một trệt với 3 lầu nha, hẻm thì hẻm lớn, để xe nhiều chứ thật sự hẻm rất là lớn. Một trệt với 3 lầu nha anh chị các bạn. Nhà có hướng chính là hướng nam. Ở nhà mình hướng chính là hướng nam ha. Ở đây thì nhà hưu hiện hữu nên nhà cửa cao ráo hết. Nhà mình có chủ quyền Hồng hoàn công rồi nha anh chị các bạn. Nhà có chủ quyền Hồng hoàn công rồi ha. Thì hiện tại là khu mình cao ráo không ngập nước. Hiện tại nhà mình đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 2,5 tấc nha, nên nhà cao hơn mặt hẻm 2,5 tấc, vô cái sân rồi vô trong cái mí trong của nhà thì lại cao thêm 5 phân nữa. Ở nhà mình có cái sân phía trước này nè, để xe thì nó rất là tuyệt vời luôn, không có dẫn vô trong luôn, không cần dẫn trong, mà anh chị muốn dẫn trong cũng được, để ngoài cũng được nha. Nhà mình kích thước ngang là 4m01 và nở hậu nhẹ phía sau chút xíu 4m02, chiều dài 11m, diện tích đất được công nhận là hơn 44m nha. Diện tích hoàn công xây dựng, gọn hoàn công xây dựng đầy đủ hết, gần 150m. Nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ, phía bên ngoài là cửa sắt 4 cánh và phía bên ngoài trong là cửa sắt với kính cường lực ha. Ở hẻm nhà mình nè. Anh chị bạn thông cảm, mình không có để địa chỉ nên chủ nhà không muốn tiếp nhiều người nên mình không có để địa chỉ nha anh chị bạn. Ở phía trên này nè anh chị bạn, ở phía trên này dưới sân này là ngoài cái ban công đi ra thì chủ nhà lợp bằng ngói nha, ngói ha, lợp ngói ở trên nha. Tường nhà mình được dán cao lên gần 1,5 m và cửa phía bên trong là cửa sắt và kính cường lực nha anh chị bạn. Một căn nhà rất đẹp luôn ha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì gọi điện thoại đến Vũ Hồng nha. Đến trực tiếp chủ cũng không tiếp anh chị các bạn ha. Nên gọi điện thoại trước cho Vũ Hồng rồi hẹn với chủ nha anh chị các bạn. Một căn nhà rất đẹp nằm ở khu vực Bình Tân, gần ngay chỗ Bách Hóa Xanh của đường Chiến Lược. Hẻm mình là đi từ đường Chiến Lược qua cũng được luôn. Đi từ đường Chiến Lược qua cũng được, hay đi từ tỉnh lộ 10 qua cũng ok luôn ha. Đi Tân Hòa Đông đi lên rồi qua Chiến Lược mình rẽ qua nhà mình nha. Nhà thì chủ ở còn rất là mới luôn á. Tại để đồ nhiều thì thôi chứ anh chị bạn, khi mà anh chị bạn nhìn vào thực tế là nhà còn rất mới, rất đẹp ha. Ở giữa là cầu thang tay vịn gỗ, mặt bên bằng đá hoa cương, mặt đôi bên bằng kính cường lực, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Ở dưới chợt này có một cái nhà vệ sinh để sử dụng ở dưới chợt này cho nhà ăn bếp mình với khách sử dụng ha.
thì tường nhà mình là xung quanh là dán cao là 1,5 m anh chị bạn ha, có gạch điểm gạch màu này rất đẹp luôn nè. Đó, nhà mình rất là sẽ dễ làm vệ sinh ha, ở dưới lên cao rồi. Cái gian bếp thì rất rộng luôn ha, gian bếp chủ nhà làm rất rộng luôn anh chị bạn ha, nguyên cái góc lớn luôn ha. Đây là cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì nằm dưới cầu thang thì mình làm thấp hơn một chút xíu để lấy khoảng không cho nó rộng ha. Trong cầu thang trong đây thì rất rộng luôn nè, thì dán gạch lên đến trần của cầu thang luôn. Đây là gian bếp, gian bếp bằng nhôm nha anh chị bạn, mặt bếp bằng đá hoa cương rất là dài luôn nè, từ cái mảng từ đây qua đến bên đây luôn nè. Và đây là cái bàn ăn, bộ bàn ăn. Rồi anh chị bạn ngắm nhìn toàn bộ cái nhà bếp, phòng gian bếp của mình một lần nha. Đây, và từ gian bếp mình nhìn ra phía ngoài nè, như vậy là nhà mình là nằm ở hẻm lớn phía trước và có thêm một cái sân và một cái phòng khách, ở giữa là cầu thang, kế là nhà vệ sinh, bên trong là gian bếp. Bây giờ Vũ Hồng mời anh chị và bạn cùng Vũ Hồng đi lên trên lầu để tham quan căn nhà ở hẻm 139 đường Chiến Lược này nha. À, đây là cái cầu thang nè, cầu thang của mình đi theo chiều thuận kim đồng hồ ha. Mặt bên là bằng kính cường lực toàn bộ hết luôn anh chị bạn. Nhà mình rất rộng, ngang là 4m01 và nở hậu phía sau là 4m02, có nở hậu ha, rất hợp phong thủy luôn. Rồi mời anh chị bạn lên trên lầu 1 Vũ Hồng ha. Nhà còn rất mới nha anh chị bạn, chân ở dưới tường này có dán hết nè. Vũ Hồng quay phòng phía sau trước cho anh chị xem nha. Ở phía sau có một cái phòng nè, cửa nhà mình là sử dụng cửa gỗ nha, vì không có nhiều người sử dụng á nên phòng để trống nè, để đồ thôi. Ở phía sau lưng nhà mình là căn nhà thấp hơn mình nên mình có làm cái khoảng lấy sáng này cho nó sáng nhà ha. Đây là cái khoảng cầu thang của mình ở dưới lên nè, ở giữa này có khoảng trống nên nó lấy sáng từ trên xuống là nó rất là sáng ha. Cầu thang rộng đi rất là thoải mái, đi theo chiều thuận kim đồng hồ luôn nha anh chị bạn. Cái khoảng đi này nè, giữa hai cái này rất rộng luôn nè, đến hai miếng gạch lớn luôn á, đi rất là thoải mái, hai người ba người đi qua lại cũng được. Căn này đặc biệt căn nhà mình ngang là 4m, lớn hơn 4m nên cái chiều ngang anh chị bạn nhìn nè, ngoài cái khoảng không mình chừa nó rất rộng đây ha. Và ở cái nhà vệ sinh thì rất rộng, rất dài luôn anh chị bạn nhìn nè, sâu vô rất là sâu, rất là dài ha. Ở đây là cái CP tổng sử dụng chung cho toàn bộ cái tầng 1 này nha. Đây là cái phòng phía trước nè, phòng cũng đủ, khá đủ rộng để mọi người sinh hoạt sử dụng ha. Phòng phía trước này thì cửa đi là cửa gỗ và có hai cái cửa phía trước, một cái cửa sổ và một cửa đi ra ngoài ban công bên ngoài. Mỗi phòng chủ nhà để cái máy lạnh này cho mình luôn nha anh chị bạn. Màn cửa là chủ cũng đã may rồi nè. Nhà mình đặc biệt là nhà mình có cái ban công, có cái ban công, có cái cửa sổ. Cửa sổ thì có làm xong sắt bảo vệ an ninh luôn ha. Bây giờ Vũ Hồng mở cái cửa ra ngoài để cho anh chị bạn nhìn cái ban công và cái máy ngói phía trước nhà mình nha. Đây, có cái lụ chú trồng nè. Ở đây mình phơi đồ hay là hóng mát thì cũng được ha. Máy là đặc biệt ở đây là sử dụng máy ngói nha anh chị bạn, chứ không phải máy tôn ha. Máy nhà mình là máy ngói nha. Vũ Hồng xin nhắc lại, bên tay phải nhà mình là mai mốt có con đường chạy ngang qua, là gần sát bên nhà mình có một con đường rất lớn chạy ngang qua luôn nha. Nhà mình hoàn toàn nằm trong khu dân cư hiện hữu và đã được hoàn công rồi nha anh chị bạn. Đó, xung quanh nhà mình là toàn là nhà lầu không à. Anh chị bạn nhìn thấy không, xung quanh toàn là nhà lầu không ha. Đây là mặt trước của nhà mình đây. Ở trên này là tấm đúc nha anh chị bạn. Tấm này, tấm mấy tấm này là tấm đúc nha. Đó, tấm đúc nè, toàn bộ luôn ha. Nhà rất là kiên cố luôn nha anh chị bạn. Rồi, nhưng mà mời anh chị và bạn đi lên trên lầu, trên lầu 2 nha. Rồi, mời anh chị bạn cùng Vũ Hồng đi lên lầu 2 ha. Cầu thang vẫn là đi theo chiều thuận kim đồng hồ nha anh chị bạn. Ở giữa đèn này có đèn cầu thang nè,
để chú mở cái đèn cầu thang lên. Chị Vàng đây có đèn cầu thang ha, đi lên nha, công tắc hai chiều nha. Đó, chị Vàng nhìn ha, mình đang đi từ cầu thang của lầu 1 đến lầu 2 nha. Và cũng như lúc đầu là Vũ Học quay phòng phía sau trước cho anh chị bạn xem trước nha. Cửa vẫn là cửa gỗ ha. Ở trên đây thì nhà mình đã cao hơn nhà của người khác rồi, nên mình có mở một cái cửa sổ hai cánh. Mở cửa sổ nhưng có cái song sắt bảo vệ rồi ha. Không, mở đèn cho anh chị bạn xem nha. Có sẵn dây ống chờ của máy lạnh sẵn hết rồi ha. Đây, khu vực lân cận là nhà cao ráo hết rồi ha. Bên đó là mặt tiền đường chiến lược đó anh chị bạn. Đây, dây ống chờ máy lạnh sẵn sàng hết rồi ha. Chú kỹ, chú lắp cái ống, lắp đầy ống này luôn. Chú Hồng xin nhắc lại là diện tích đất của nhà mình là hơn 44m anh chị bạn. Nhà có chủ quyền Hồng xây dựng hoàn công rồi ha. Đây là cái đèn này, đèn cầu thang này. Đây đèn cầu thang ha, cầu thang công tắc hai chiều nha anh chị các bạn. Và đây là cái CB tổng cho sử dụng cho tầng 3 lầu 2. Đây CB sử dụng chung. Ở đây là chú gắn wifi lắp từ dưới lên trên trên luôn ha. Từ dưới lên trên là có wifi hết luôn nha. Như vậy là mỗi một cái tầng là chú làm một cái nhà vệ sinh để ở giữa, phía trước cầu thang để mọi người sử dụng chung, phòng trước cho phòng sau sử dụng chung ha. Thì đây là cái nhà vệ sinh nè. Tường thì dán cao gần 2m rồi. Anh chị bạn ơi, căn nhà này là chiều ngang lớn hơn 4m, nên cái chiều ngang mình nhìn thử cái nhà vệ sinh nè, rất là dài luôn ha. Đó, nhìn rất là dài, ngoài cái phản mình chừa đây nè. Đây nó rất là dài luôn ha. Rồi mời anh chị và bạn đi ra phòng phía trước của lầu 2 nha. Thì cửa cũng sử dụng cửa gỗ ha. Phía bên ngoài thì máy lạnh chú gắn sẵn rồi. Đèn thì sử dụng toàn bộ đèn led hết nha. Máy lạnh mới mua không ai xài. À máy lạnh sáp inverter. Mới luôn ha, chưa xài luôn nha anh chị bạn. À, chú già để lại cho mình luôn á. Về mình khỏi sắm những thứ linh tinh này, mình sắm nhà thì sắm nó cũng rất là nhiều luôn nè. Rất là nhiều tiền luôn á. Đặc biệt là những cái cửa sổ này chú cẩn thận chỉ là làm xong bảo vệ là hết nha. Rồi chú Hồng mời anh chị bạn ra ngoài cái ban công của lầu 2 nha. Đây, cửa sắt và kính cường lực nha. Ban công là làm bằng inox 304, mặt bên bằng kính cường lực. À, Vũ Hồng xin nhắc lại là nữa sao có một cái con đường chạy dọc ngang qua đây, ngang qua cái hẻm này gần đây là cách đây chừng một căn nhà thôi đó. Chạy ngang qua một con đường rất là lớn nha anh chị bạn. Nhà đường thì đường 20m, nhà mình thì chủ quyền Hồng hoàn công rồi nha anh chị bạn, mình yên tâm ha. Toàn bộ là chết là nằm trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị bạn. Hoàn công rồi ha. Và anh chị bạn nhìn lại xuống hẻm nè, hẻm dưới nhà mình, trước nhà mình nè. Nhà mình là phía trước, sân trước là bằng mái ngói nha anh chị bạn, cái khoảng sân trước là bằng mái ngói nha. Ở đây là kiên cố làm sắt, rất là kiên cố luôn ha. Rồi bây giờ chú Hồng mời anh chị và các bạn lên trên lầu trên nữa nha. Lên trên lầu 3 ha. Lầu 3. Rồi, cầu thang đi lên nè. Anh chị bạn nhìn thấy không? Khoảng hở cầu thang đi thẳng xuống dưới rồi. Rộng lắm nha. Tay vịn thì bằng gỗ, mặt bên bằng kính cường lực. Anh chị bạn nhìn kính cường lực dễ lắm. Nó có những cái chữ đây nè. Tim red led đây nè, đây nè. Cầu thang mình là rất hợp phong thủy ha, đi theo chiều thuận kim đồng hồ nha anh chị bạn.
Ở phía trước có một cái phòng thờ, hay mình làm phòng ở cũng được. Theo phía sau thì có một cái, phía sau có một cái sân phía sau. Và lên trên là cái máy đúc nha. Máy đúc là mình để bồn nước rồi ở trên. Ở đây chủ nhà có để sẵn một cái chỗ để mình làm, ai làm nhà vệ sinh thì làm ha. Làm thêm cái nhà vệ sinh, làm cái phòng ở đây là được nha. Ở đây nè. Đó. Mình có thể để máy giặt ở đây, mình có thể làm nhà vệ sinh đây, ngay ống gen luôn. Ngay đây mình làm một vòng qua đây. Thì có thể mình để đây trồng cây cũng được. Tại vì nhà mình nhiều phòng lắm rồi. Nếu làm phòng phía trước nữa là 5 phòng rồi. Đây là cầu thang lên trên máy đúc rồi. Ở trên này máy đúc nha chị bạn, yên tâm ha, máy đúc rồi mình yên tâm nha. Đây, nguyên cái máy đúc nè. Bồn nước với kính cường lực để lấy sáng nè. Anh chị bạn thấy không? Nhà mình cao nhất khu vực này luôn rồi nha. Đó, anh chị bạn nhìn nè, trải tầm nhìn xung quanh ha. Hướng này là hướng đường chiến lược, hướng này hướng đường hướng Tân Hòa Đông. Và bên đây là đường liên khu 18-19. Rồi phía trước đây là đường tỉnh lộ 10. Rồi. Như này là ở trên này máy đúc anh chị bạn ha. Rồi mình xuống dưới mình quay phía trước, cái phòng phía trước và cái sân thượng nhỏ phía trước nữa nha anh chị bạn. Anh chị bạn đứng nhìn từ cầu thang nè, nhìn xuống dưới nè. Đó, dưới cái thảm đó đó là mới là cái tầng của mình á. Có nghĩa là mình đang đứng ở tấm thứ tư á. Mình đang đứng ở tấm thứ tư nha anh chị bạn. Và trên đây là tấm thứ năm nè. Đúc toàn bộ kiên cố ha, nhà còn rất là mới luôn. Đây là cái CB tổng của cái tầng cùng trên cùng nè. Ở đây là đang sử dụng ánh sáng tự nhiên. Mà nhà mình sáng như vậy nè anh chị bạn. Ở đây nếu mình lắp cái cửa thì mình làm thêm được một phòng nữa là nhà mình đã 5 phòng nha anh chị bạn. Ở phía trước này có một cái ban công, làm cái sân thượng nhỏ, một cái ban công ngồi chiều hóng gió hóng mát rồi chơi ha. Chú Hồng xin nhắc lại, nhà mình quay về hướng đường tỉnh lộ 10 phía trước nha. Phía trước mặt mình là đường tỉnh lộ 10 ha. Phía bên trái là về hướng ngã tư cây da xà nha. Mấy bên phải là đi về hướng đường Mã Lò, Tân Mà Đâu, đường Bình Trị Đông, Mã Lò, Nạn Nguyên Cẩn. Còn phía trái là đường số 6 của Du Gu Dương Gương Tên Lửa, chợ cây da xà mới. Còn bên trái nữa là ngã tư cây da xà đi về hướng chợ Phú Lâm, đi về hướng quận 11 ha. Chú Hồng cho chị Bà Hằng nhìn thấy con hẻm trước nhà mình nè. Hẻm thẳng và thông ha. Hẻm thẳng và rất thông luôn nha. Bên cạnh mình là tương lai sẽ mở ra một con đường dài, đường 20m chạy ngang song song với nhà mình. Rồi anh chị bạn nhìn xuống dưới nè, nhìn xuống dưới một lần nữa ha. Đây là nhìn xuống dưới nè. Đó. Nhà mình đúc rất là kiên cố luôn anh chị bạn ha. Rồi mình đi xuống nè. Như vậy là nhà mình đó là địa chỉ là hẻm 139 đường chiến lược, nằm giữa đường tỉnh lộ 10 với đường chiến lược, gần ngã tư cây da xà, gần chợ mới, chợ mới da xà mới, đường số 6 khu dân cư Tên Lửa. Nhà mình có 54 phòng nhưng làm thêm một phòng cái cửa nó thì được 5 phòng, xem như là 5 tấm đúc các anh chị bạn. Nhà mình đó là có diện tích đất là hơn 44 m², ngang 4m01 và nở hậu nhẹ là 4m02, chiều dài là 11m. Sổ hồng đã hoàn công rồi, sổ nhà luôn, mua bán với công chứng nhân tay ha. Toàn bộ cửa phòng là được sử dụng cửa gỗ, cửa đi bên ngoài, cửa bên ngoài là sử dụng cửa sắt kính cường lực, cầu thang thì ta dựng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Nhà hướng chính là hướng nam, hẻm lớn, ô tô ghe vô tới nhà luôn. Thì chủ đang bán căn nhà này với giá là 4,5 tỷ nha anh chị bạn. 4 tỷ rưỡi ha, anh chị bạn nào quan tâm thì gọi điện thoại trước cho chú Hồng nha. Để chú Hồng hẹn với chủ ha, chứ tới không là gọi chủ không ở cửa.
Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình nha anh chị các bạn. Nhà mình á là địa chỉ á là 100 hẻm 139 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình á là có kích thước ngang là 4m01 và chiều dài là 11m, nở hậu là 4m02. Nhà mình có hướng chính là hướng nam. Nhà được xây dựng một trệt, 3 lầu và cái mái che thang. Nhà mình á thì đã hoàn công rồi, chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên. Là chủ nhà đang cần bán nên bán căn nhà này với giá là 4,5 tỷ, là giá rất là rẻ hơn so với thị trường nha anh chị bạn. Hẻm hướng nam, tương lai là bên hông nhà mình á là có một con đường lớn 20m chạy ngang qua, là đường lớn luôn anh chị bạn, là nối liên khu trong vòng khu vực Bình Tân này nha. Thì Vũ Hồng xin nhắc lại là hẻm 139 đường Chiến Lược nha, giá là 4,5 tỷ, ngang là 4m01 và chiều dài là 11m, nở hậu 4m02, nhà hướng nam. Nhà đúc rất kiên cố và nhà rất là sạch sẽ, còn rất là mới luôn ha. Chủ quyền Hồng hoàn công rồi, mua bán là ký công chứng sang tên thôi. Chủ nhà chốt bán là giá là 4,5 tỷ nha anh chị bạn. Anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc trước để đi book lịch đi xem nhà ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại anh chị và bạn ở những video bên nhà lần sau nha.